Chỉ cần nhìn khoảng cách này, biết số phận giàu nghèo một đời mà không cần đi xem bói. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học, trán chính là phần bảo vệ, bao bọc toàn bộ khu vực tiền não bộ. Mặc dù chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh, nhưng không thể phủ nhận được những tiên đoán về tính cách, hậu vận thông qua các đặc điểm tướng trán. Học thuyết Tam Đình đã nhận định khuôn mặt sẽ được chia ra thành 3 phần biểu thị tương ứng cho vận mệnh, 3 mốc phát triển của mỗi người gồm vầng trán, tiền vận, nhân trung giữa, trung vận, cằm, hậu vận. Sau đó, xét về tướng số, vầng trán sẽ tiết lộ trí tuệ cũng như tính cách và vận mệnh của chủ nhân sở hữu. Vậy còn tướng trán của bạn như thế nào và tương lai số mệnh của bạn sẽ ra sao? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Người có tướng trán rô. Trán rô có đặc điểm phần xương trán nhô ra phía trước và khá nhẵn. Nhìn chung, trán rô tướng số thuận lợi về đường công danh, nhưng tình duyên gặp nhiều trắc trở do bản tính bướng bỉnh, khó chiều. Nữ giới mà sở hữu tướng trán rô thường là người sống có khí chất, thông minh, tầm nhìn xa, trông rộng và biết cách quản lý công việc. Nữ giới trán rô có đường công danh sáng lạn, gặt hái được nhiều tiền đồ từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, do bản tính ngang bướng, cái tôi quá lớn nên rất khó để tìm được người bạn đời đủ tâm lý để chiều chuộng, chung sống cả đời. Thông thường, ngoài 30, phụ nữ trán rô mới chịu lập gia đình, nhưng bù lại hạnh phúc viên mãn, con cái hiếu thuận. Còn về tính cách, thường thấy ở nam giới sở hữu tướng trán rô là trọng nghĩa tình, biết quan tâm chia sẻ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vì vậy, theo luật nhân quả, họ được quý nhân phù trợ, lúc khó khăn luôn có người đồng cam, cộng khổ, chỉ bảo cách vượt qua. Cân bằng được công việc với gia đình và tính cách tốt bụng vốn có nên cuộc sống vợ chồng êm đềm, sống an hưởng đến gia. Người có tướng trán thấp. Trán ngắn hay còn gọi là trán thấp thường chỉ người có đặc điểm chiều dài trán ngắn gây mất cân xứng với tỷ lệ khuôn mặt. Nam giới tướng trán ngắn có tính cách hướng nội, thường để cảm xúc chi phối công việc, dẫn đến công việc thường xuyên bị bỏ dở, không giải quyết tận gốc, dẫn đến nhiều phát sinh tồn đọng không đáng có. Đặc biệt hơn, khi có khó khăn, họ không tự tìm cách tháo gỡ mà đổ lỗi cho người khác, chỉ biết oán trách. Cũng vì thế nên cho dù tình yêu chân thành nhưng thường không tìm được bến đỗ trong tình cảm. Khi xem tướng trán ngắn, cố nhân đã chỉ rõ nữ giới sở hữu dáng này là người đa sầu, đa cảm, rất dễ mất kiểm soát trong lời nói và hành động. Cả đường công danh và sự nghiệp của họ đều gặp nhiều biến cố, dù cơ hội đến khá nhiều lần nhưng đều không biết tận dụng. Theo quan sát, nữ trán ngắn thường sống cô độc một mình, nếu có kết hôn thì đường tình duyên bỏ ngỏ, nhiều lần ly tán. Người có tướng trán vuông. Tính cách dễ nhận biết nhất của chủ nhân trán vuông là chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng đều kiên trì vượt qua xuất sắc. Nam nhi tướng trán vuông là người có bản lĩnh, từ trẻ từ bàn tay trắng gây dựng được cơ ngơi đồ sộ. Bởi lẽ họ có đầy đủ tố chất một người lãnh đạo, một cái đầu lạnh nhạy bén và đạo đức trong kinh doanh. Họ kết hôn từ sớm và gây dựng được gia đình mẫu mực, vợ đảm, con ngoan. Về già, người này được hưởng nhiều phúc lộc từ con cháu. Nữ giới trán vuông thường biết chu toàn cho gia đình, là mẫu người đảm đang, yêu thương chồng con. Họ có sức khỏe nên có thể gánh vác một số công việc cho chồng. Nhưng nhược điểm lớn nhất của họ là tính sở hữu chồng quá mức, thích quản lý hay ghen tuông nên cuộc sống vợ chồng hay xảy ra tranh cãi. Người có tướng trán tròn. Dáng trán tròn trịa ở đàn ông nói lên một phần tính cách ôn hòa, khiêm nhường và biết quan tâm đến mọi người. Thêm nữa, ở họ có sự nhạy bén trong công việc và biết lắng nghe nên được sếp trọng dụng, thăng quan tiến chức. Là tướng tốt nên nam trán tròn sẽ gặp được bạn đời thấu hiểu và biết chia sẻ gánh nặng cho nhau. Đường hậu vận họ viên mãn, sống an nhiên một đời. Cũng giống như nam giới, nữ trán tròn có đầy đủ tố chất của một người phụ nữ Á Đông, công, dung, ngôn hạnh.
đảm việc nhà, việc nước. Tuy nhiên, do tính cách có phần hơi cầu toàn nên phải qua tuổi trăng tròn 28, 29, họ mới xây dựng được tổ ấm cho riêng mình, người có tướng chán rộng. Khác biệt so với tướng chán khác, người chán rộng được tiên đoán tốt về hậu vận, công danh sáng lạn, về già được hưởng phúc từ con cháu. Sở dĩ như vậy vì đặc điểm chán rộng, đầy cho thấy sự phóng khoáng, tài khí hơn người. Nam nhi sở hữu chán rộng có trí nhớ siêu phàm và óc sáng tạo, hiếm người có được. Ngoài ra, ở họ có suy nghĩ chín chắn và cầu toàn nên công việc gặt hái được nhiều đỉnh cao thành công khi còn trẻ. Với tính cách chân thành, nhiệt tình, đàn ông chán rộng hấp dẫn được nhiều cô gái, nhưng họ lại là người cực kỳ trung thủy, yêu thương vợ con hết mực. Có thể thấy người chán rộng sống an yên, hưởng phúc khí tốt. Nữ giới chán rộng có tài lãnh đạo, có sự nhất quán trong công việc. Do đó, họ thường nắm giữ những vị trí leader của team, được đồng nghiệp trân quý. Song song đó, họ là người có trái tim ấm nóng, nhiệt thành nên khi yêu luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho đối phương. Phụ nữ chán rộng lập gia đình khá muộn nhưng có cuộc sống viên mãn, gia đình hòa thuận, con cháu sum vầy. Người có tướng chán hẹp. Chán hẹp có đặc điểm dễ nhận diện là khoảng cách chiều dọc, ngang từ đỉnh lông mày đến đường chân tóc ngắn, nhìn mất cân xứng khuôn mặt. Khi nhắc đến người con gái chán hẹp, người ta thường nói đến tính cách ngang bướng, khó chịu và có một phần nào đó hiếu thắng và miệt thị người khác. Đó là những nhược điểm cản trở rất lớn đến đường tài lộc và tình duyên của họ. Sự nghiệp không ổn định, chuyện tình cảm lận đận nên khoảng thời gian từ 25 đến 30 tuổi, họ thường xuyên bị stress kéo dài, cơ thể suy nhược. Còn về phần chán hẹp của đàn ông, thường tiên đoán đường công danh hạn hẹp, không có nhiều thành tựu nổi bật dù đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Nam giới chán hẹp có tính cách kiên cường nhưng do thiếu thực tế, thường do dự nên cơ hội thường vượt qua, cả đời chỉ lo chạy vạy tài chính để trang trải cuộc sống. Người có tướng chữ M. Chán chữ M giống như tên gọi, có đặc điểm đường chán và ngôi chân tóc tạo thành hình chữ M rõ nét. Đa phần, người có tướng chán chữ M thường sống cuộc đời bình thường, không có gì khác biệt. Có thể thấy ngay, nữ nhân chán chữ M là người độc lập, rắn giỏi và quyết đoán. Ở họ có sự tiến thủ, ham học hỏi như do thiếu kiên trì nên dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một lý do khách quan. Sự nghiệp chỉ đạt được ở mức trung bình, không có sự đột phá do chưa từng theo đuổi đến cùng đam mê của mình. Đường tình duyên của họ cũng vậy, thanh xuân chỉ yêu một người và say duyên cho đến già. Nam có tướng chán chữ M là người thích ngao du khám phá, sống độc lập, không muốn bị ràng buộc và tình cảm. Vì vậy, tuổi trẻ của họ làm việc và du lịch muôn nơi, không kết nhiều bạn bè. Sự nghiệp của những người này khá thành công do có óc sáng tạo phong phú kèm theo trí tuệ nhạy bén. Tuy nhiên, đường tình duyên đến hơi muộn do không chịu mở lòng, sống hướng nội. Người có tướng chán cân đối. Đặc điểm chung của chán cân đối là đường chán chia đôi, nối dài đường chân tóc, được cân xứng có cùng chiều rộng và dài. Tính cách, vận mệnh chủ nhân sở hữu dáng này được thể hiện tương đồng giữa nam và nữ như sau. Nữ giới có tướng chán cân đối là mẫu người phụ nữ công dung ngôn hạnh, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tính cách chăm chỉ, kiên trì cộng với trí tuệ nhạy bén bẩm sinh nên từ trẻ họ đã có được sự nghiệp thăng hoa và lập gia đình sớm. Chán cân đối ở phụ nữ được coi là tướng quý, họ vẫn tốt từ lúc trẻ đến khi về già. Cũng tương tự như nữ giới, nam sở hữu tướng chán cân đối là người biết cân đối giữa lý trí và cảm xúc. Không có năng khiếu xuất chúng nhưng do tính cách ham học hỏi, cầu tiến nên dễ dàng an cư lập nghiệp khi vừa mới trưởng thành. Bên cạnh đó, đàn ông chán cân đối là người rất biết quan tâm, lắng nghe và hiểu cảm xúc của phụ nữ. Gia đình luôn hạnh phúc, có thể nhận định họ là người có vận mệnh vẹn toàn từ công danh đến tình duyên. Người có tướng chán góc cạnh. Cũng như đặc điểm góc cạnh của chán, chủ nhân của dáng chán này thường có tính cách dị biệt, khác người. Đàn ông sở hữu tướng chán góc cạnh là người có tính cách dị biệt, sống khép kín và chủ yếu sống hướng nội, nên nam chán góc cạnh thường gặp rất nhiều bất lợi về công việc và tình duyên. Theo nhân tính học, tướng chán góc cạnh ở nam giới tiết lộ tương lai không tốt, thường sống cô độc, không được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Đối với phụ nữ, những người có chán góc cạnh sẽ to lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhưng thực tế không phải vậy, họ là những người ấm áp, biết quan tâm tới mọi người, đặc biệt nắm bắt tâm lý của người đối diện rất tốt. Vì vậy, họ rất có duyên với nghề sale bán hàng, được khách hàng và sếp trọng dụng, đánh giá cao.
Nhưng trong tình duyên không quá thuận lợi, bị tổn thương nhiều lần nên rất khó mở lời, lập gia đình khi tuổi đã xế chiều. Người có tướng chán gỗ. Chán gỗ có đặc điểm dễ dàng nhận biết là toàn bộ phần trán nhô lên cao, nhìn trực diện, dưới lên hay nhìn nghiêng đều thấy rõ lồi hẳn ra so với mặt. Vì gây bất cân xứng khuôn mặt nên chán gỗ không chỉ xấu về thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng không tốt đến vận mệnh, tướng số. Nam giới tướng chán gỗ có tính cách hướng nội và bản tính bảo thủ, luôn coi mình là nhất nên công việc gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên bất đồng với đồng nghiệp, với sếp. Đặc biệt khi gặp bế tắc công việc hay gia đình, họ thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Đây là nhược điểm lớn của con trai chán gỗ. Nhưng bù lại, họ là người có trí tuệ, sáng tạo nên cuộc sống đủ trang trải, không gặp quá nhiều gánh nặng về tài chính. Khi xem tướng số phụ nữ chán gỗ để tiên đoán vận mệnh và tính cách, nhân tướng học đã chỉ rõ rằng họ có đường vận hạ tam tai, cuộc đời gặp nhiều biến cố về tai ương. Về đường công danh, dù có khả năng làm việc độc lập, quyết đoán, nhưng do cái tôi quá lớn, sẽ bị cảm xúc chi phối nên không đạt được thành công, thậm chí nhiều lần thất nghiệp bị dồn vào ngõ cụt. Chuyện tình duyên con gái chán gỗ cũng đứt đoạn, tuổi trẻ trải qua nhiều mối tình thề non, hẹn biển nhưng đều đứt gánh. Đến khi kết hôn, chồng ra trường, gia đình thường xuyên xung đột, trải qua nhiều đời chồng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.